Hôm nay mọi người với mình đi khám phá một cái lâu đài ở Sakai, tỉnh Fukui, nơi mình đang ở và làm việc nha. Lúc mình mới tới tỉnh này thì lúc đó chưa có xe đạp, mình có đi bộ lên chỗ này rồi, cũng 5 cây mấy 6 cây á. Rồi bây giờ mọi người với mình đi vô xem nha. Ở ngoài thì bước vào thì thấy có hai hình nộm lính gác đây. Bên mé trong thì cái sân khá là rộng. Đây có ba xe đạp, không biết của ai nữa. Rồi, đồng hành với mình cũng là chiếc xe đạp thần thánh và một cái ba lô đầy tiền án. Chỗ bên này thì nó có cũng đồ rửa chân với lại nước uống đây. Ở mé này thì nó có cái bản đồ với lại một số hình ảnh giới thiệu gì đó. Tiếng Nhật không à? Mình không có rành cho lắm. Ai rành tiếng Nhật thì coi nha. Ở đây thì mình thấy có chụp hoa sakura này. Mình tới mùa này thì không có sakura, tháng 4 gì đó mới có. Những cái lâu đài thì mình nghĩ lên đi vào tháng 4 nó có hoa sakura với lại tháng 11 gì đó thì nó sẽ có mùa lá đỏ thì nó sẽ đẹp hơn. Còn ở chỗ này thì hiện tại nó lá nó mới chuyển thôi, nó chưa được đỏ hết đâu nên là không được đẹp. Đó, trên đó thì nó còn xanh nhiều lắm. Nhưng mà do thời tiết năm nay ở Fukui mình nó lạnh sớm á nên là mình tranh thủ mình đi. Chứ thêm 2 3 tuần nữa thì chắc lá nó đỏ đẹp hơn, nhưng mà lúc đó mình sợ lạnh mình chạy xe đạp không nổi á. Có một anh đang chơi với chó rất là dễ thương ha, nhìn thèm dưới thịt chó quá. Hi, chào mọi người, hiện tại thì mình đang đứng trước cái gọi là cái lâu đài Marioka đó, cách chỗ mình sống thì khoảng 5 cây mấy 6 cây đó. Hôm nay thì mình chạy lên đây quay xíu cho mọi người xem cho nó biết luôn. Cái công trình mình làm ở cái tỉnh này thì nó cũng sắp xong rồi, khoảng 2 3 tháng gì nữa xong, nên là mình cũng muốn quay lại một chút gì đó, lưu lại kỷ niệm ở đây luôn đó, rồi mọi người xem cho biết luôn với mình. Rồi đi vô nha. Đằng xa có một em bé đang chạy trên cầu thang á. Bên đây thì mình thấy đa phần phụ huynh thì thường á đi sau các bé thôi, đi lên cầu thang này nọ có gì té đỡ thôi chứ không có nắm tay bế nhiều như bên mình á. Mấy lúc đi làm mình cũng thấy mấy bé đi học cũng xếp hàng đi, bố mẹ cũng không có đưa đón thì cứ nối hàng đi vậy. Lớn hơn miếng thì đi xe đạp, đội nón bảo hiểm. Bữa nào có dịp mình quay lại cho mọi người xem cho biết luôn. Trên đầu mình là những cây hoa sakura này. Đi mà đúng mùa của nó thì nhìn nó đẹp lắm luôn. Đi lên tới đây thì nó có hai hướng. Bên tay trái này á, nhìn giống cái cảnh đi lên ngọn hải đăng ở Vũng Tàu ghê, nhưng mà đường đẹp hơn. Còn bên phải là miễn phí mà đi xuống núi. Đây, người lớn 450 yên, còn học sinh trung học 150 yên. Con đường đẹp quá mà đi có một mình thôi. Cái này mà có gấu dắt theo nữa là bao phê luôn nha, bao đẹp luôn nha. Rồi lên tới đây. Chỗ này thì có một bức tượng mà mình không biết bức tượng của ai. Rồi mình đi ra kia ngó xuống coi cảnh quan một chút nha. Đây view của em nó đây. Dưới là cái bãi xe của một cái quán mì soba hay là ramen gì đó. Bên kia thì có một cái sân banh. Cây vô nó đang chuyển màu rồi. Cái này mà ở Việt Nam mở quán cà phê trên đây là hết bài luôn, quá đẹp luôn. Rồi giờ quay lên trên kia để mua vé vô tham quan. Đi ngang đây thấy cặp này đang bàn tán xôn xao gì đây. Trời ơi, mới nhìn không biết cái gì mà tưởng cái hầm mộ xác ướp Ai Cập gì chứ.
thấy người ta ném tiền xu vô đó chắc cầu may gì đó. Thôi giờ đi mua vé thôi. Ở chỗ này thì vẫn còn yêu cầu khoảng cách với lại đeo khẩu trang, đứng cách xa vào đây. Ở trong đây là giống như văn phòng của một chỗ bán vé thôi, trưng bày này nọ thôi. Rồi, để mình rồi. Cô mấy anh, xin mời, xin mời. Hey, arigato. 450 yên, khoảng 90, hơn 90 tiền Việt mình. Đây, cái vé này nó cho miếng vải đây, chắc làm kỷ niệm. Có khá đông người đang đi xuống, mình thì đi lên. Đây là cái lâu đài thứ hai mình đi. Hồi mới qua Nhật mình ở nghiệp đoàn thì gần đó có một cái lâu đài lớn hơn cái này, nổi tiếng hơn cái này, lâu đài Hikone. Đó, có vô tham quan, cũng có chụp một tấm hình. Và thời đó thì chưa có làm video vậy nên là không có quay lại. Hoành tráng hơn cái này một chút. Nếu mà nói cho vui á, thì giống như cái này là ông quan huyện ở, còn cái kia ông quan tỉnh vậy. Rồi đi lên thì thấy cặp tượng này giống như đôi giày của các vị thần hay gì. Mình cũng không hiểu lịch sử cho lắm đâu, nếu mà mình có lỡ nói sai gì thì mọi người thông cảm. Đây bắt đầu leo. Bên đây quay phim thì né né người ta ra, chứ lỡ người ta khó tính, người ta gọi cảnh sát mệt lắm. Bên đây họ vậy chứ không phải như bên mình, quay cười nhau cả cũng được, không sao. Mấy người xưa mà họ cứ làm nhà cao như vậy chắc họ khỏi cần tập gym hay tập thể dục. Sáng đi xuống quét cái sân xong đi lên xong hết ngày hết giờ luôn rồi. Thấy họ đang đi giày dép vô rồi chắc là bắt cởi dép, giống như cái lâu đài trước mình vô cũng bắt cởi dép. Đúng rồi, đây cái tủ để dép đây, mình ngồi xuống đây mình phải thay đôi giày, mình ra lấy cái đôi dép xanh. Trời ơi, ít có đẹp, ít có nổi quá. Mấy đôi dép ở đây nó size nhỏ quá, nhưng mà giờ biết làm sao giờ, ráng đi thôi. Hiện tại cái tầng này thì cũng đang là khá là đông du khách, mấy bé rất là nhiều luôn. Lâu đài thì làm bằng gỗ hoàn toàn luôn, cái ban công gì mà ngầu vãi vậy trời. Rất là nhiều gỗ luôn. Đây thì có ở trung tâm nè, nó có cái mô hình của cái lâu đài này ngày xưa. Đó. Nhìn khá là bài bản và khá là đẹp luôn. Các bé đang rất là hứng thú. Bây giờ thì đường xá nó mọc nhà mọc cửa cũng nhiều rồi. Lộn xộn rồi, cái này là mô hình ngày xưa thôi. Rồi, lâu đài này thì cũng như lâu đài trước mình đã tham quan á, thì thường trong lâu đài là sẽ không có gì đâu, chỉ là tranh ảnh hình ảnh viết về ngày xưa thôi, còn vật dụng thì không có, không có giống những cái điểm tham quan bên mình thường để vật dụng lại cho mọi người xem. Đây thì chỉ có hình ảnh với tiểu sử này nọ về lịch sử thôi. Ở đằng này thì mình thấy có một mẫu vật giống như đá sỏi mấy trần gì đó, không rành lắm. Rồi, tầng này chỉ có vậy thôi, bắt đầu mình sẽ leo lên tầng trên thì cái thang nó rất là đứng luôn. Người ta có gắn thêm hai cọng dây thừng để cho mình vịt vô cho nó chắc khỏi trơn. Tại vì ở đây hiện tại cũng rất nhiều con nít cũng như là người lớn tuổi luôn á. Thấy cũng mấy người già lắm rồi mà vẫn còn đi vô đây tham quan nha, khỏe ghê luôn á. Đây, lên tới tầng kế tiếp thì cũng chỉ là gỗ thôi. Đây mình
ở góc kia thì có thêm cái thang y như vậy nữa để lên tầng trên tiếp theo nữa. Mình ra cái cửa sổ này mình nghía chút coi. Đây, cái view cũng khá là đẹp luôn. Cái này là ngó ra cái chỗ đấy mình đậu xe đạp ở đằng kia kìa. Đây mình quay sát lại cho. Ba chiếc xe đạp kia thì đi rồi. Đó, vẫn còn chiếc của mình. Hên quá. Tầm nhìn từ đây nhìn khá là rộng lớn luôn. Khá là thích. Rồi, giờ để mình vô mình đi lên thêm tầng nữa xem sao nhé. Đây, một cụ mới leo từ dưới đó lên đây đây. Phòng này thì không có gì hết. Rồi. Này còn hẹp hơn cái nãy nữa, tại nó có cái vách hệ thống báo cháy. Đó, khá là màu đen rồi đấy. Chứ nhà này bằng gỗ mà lỡ có gì xảy ra chỉ có trời cứu thôi. Rồi, leo lên thôi. Còn có người nữa, chờ chút. Leo lên tới đây à, đầu tiên thấy mệt rồi đó. À, còn đích cũng lên tới đây khá nhiều rồi. Tầm nhìn hướng này thì ra một cái trường học. Trên đây cũng chỉ có tranh ảnh này nọ thôi, cũng không có trưng bày nhiều gì hết. Mình ra coi tầm nhìn đây coi. À, cái hướng này là cũng cái tầng dưới mình ngó đây, nhưng mà trên đây thì nhìn bao quát được luôn tại vì cao nhất rồi. Tầm nhìn rất là rộng, chắc để cho mấy ông ngày xưa quản lý đó nhìn hết được cái khu mình quản lý. Ở trên tường thì có một cái loa đang phát cả tiếng Anh nữa. Rồi đó, mọi người vừa rồi đã xem được toàn cảnh của cái lâu đài rồi. Đó, toàn gỗ là gỗ thôi. Giờ thì hiểu tại sao ông phải xây nhà gỗ tút trên cao rồi. Tại vì xây dưới nào cũng nghịch dại, thầy miếng lửa vô cháy hết làm sao. Chơi tút trên đây luôn, đâu ai đeo đây đâu mà nghịch. Ở dưới đằng sau có một cái công viên. Tí mình sẽ xuống dưới đó nha. Thấy cây cối cũng đổi màu nhiều, khá là đẹp. Thôi giờ mình đi xuống dưới đó đây. Đây, xuống dưới đó thì gặp một lão tiền bối đang đi lên. Còn khá là khỏe, dây thừng thì móc chắc chắn, nên cứ đi thoải mái. Mình đi tới cái chỗ hồi nãy bán vé rồi đây. Mình đi theo cái hướng cầu thang có mấy người đang đi xuống đó. Mình sẽ đi xuống dưới đó quay một chút dưới cái vườn dưới đó chút nữa. Đường đi xuống thì rất là sạch, cũng như là khá là đẹp. Xuống tới đất rồi, bên đây như có cái hồ cá coi nên mình lại coi cá. Cây cối dưới này thì thấy chuyển màu nhiều à. Bên trái này thì có cà phê với lại cái quán mì số bà nãy mình nói là đây này. Dưới đây thì hình như cái hồ nước nó khá là cạn rồi, lẽ ra nó lên gần tới chỗ mình đang đứng này luôn nè. Rồi mình sẽ tới lại gần quay cá cho mọi người xem nha. Nhưng mà lúc mà nước nó còn nhiều thì mấy cái người ngồi ngay đây là ngồi dưới nước rồi đó. Chỗ này là thấy sỏi người ta làm cái đáy. Bây giờ mình tiến lại gần, mình quay sát cá coi chuẩn Nhật luôn. Cá thì không to nha mọi người. Cũng cỡ bắp chân mình đổi lại thôi.
nhỏ so với cái cá mà ở khu du lịch cá coi ngay cái tư giếng nước Hóc Môn mình á. Mình vô đó một lần rồi thấy cá đó to lắm. Quay xíu cảnh các bé cho cá ăn. Có gia đình dắt con cá đi vậy nó cũng vui. Đói thì tạt qua ăn mì số 3 rồi uống cà phê ngắm cảnh đẹp. Rồi giờ mình đi qua mé bên kia một chút coi cái xem cái vườn này coi có đẹp không. Cái chỗ này là đường nước này, người ta làm uốn uốn lượn đẹp lắm mà đang là khô nước rồi chứ không là nước nó chảy ở đây đổ ra cái hồ cá coi nãy đó. Đằng kia thì mấy cây lá phong thì nó chuyển màu trước rồi đó. Này 2 tuần nữa, 3 tuần nữa gì đó đỏ rực vàng luôn, khúc này chắc là rất là đẹp luôn đó. Video thì cũng khá dài rồi. Mình quay ra kia xíu nữa rồi mình xin tạm biệt mọi người nhé. Đằng đó thì cây cối chuyển màu nhiều hơn mé ngoài kia. Ra tới đây thì nhìn khung cảnh khá là thơ mộng và đẹp. Hai mọi người, vừa rồi thì mọi người cũng cùng mình đi tham quan cái lâu đài Marioca ở cái tỉnh mình ở đó. Hy vọng nó sẽ đem lại những phút giây giải trí cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.